dịch Covid đúng không? Nên nhà mình hết đồ ăn rồi. Hôm nay mình đi ra nhà, quên, mình đi ra vườn của ba mình để hái đồ ăn nha. Coi có gì không? Đi nào. Để tới. Đây có mấy con chim. Chỗ đây có lông lông á. Rồi, bỏ vô. Đó. Đó, mình đang mình cuộn á. Cái này mình bẻ ấy nên không có gai. Nãy là cái gai ngay chỗ đây mình bẻ vô luôn cuộn. Cái này không ấy. Nó có cái khô nè. Trời ơi, tôi nhện. Mỗi cái hai cái hai. Quá ngon. Hồi nãy á là mình ăn trái xương rồng đúng không? Bây giờ ba mình lấy cái cây xương rồng này nè, xào luôn, xào với thịt á, quá ngon. Đây, đó, đây một bốc hơi á. Nè, giờ mình gắp miếng ăn nha. Nè, coi nè, nó hơi nhèm nhẹo á nha. Đó, mình thổi. Nổi đi gà luôn. Nè, giờ mình gắp miếng thịt này ăn nha. Tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ subscribe ở dưới và đăng ký ủng hộ nha. Các bạn mà thấy hay á, thì các bạn chia sẻ. Còn các bạn không thấy hay á, thì các bạn cứ coi. Rồi, tạm biệt.